Bên này có ao cả cái ao bên nữa. Vâng, anh phải trèo lên trên này nhìn với sáng cơ, đi dưới này mình không ấy. Cái này là bao nhiêu sổ anh? Đến tận đâu anh nhỉ? Và anh vãi trong kia rồi. Chỗ này 6, 7 sổ. Nó gửi gửi tới 5 sổ, 2 sổ ở huyện. Lật trên. Quay được qua. Đây mà là củ câu. Ở đây đéo lên được đâu. Bật. Bật bật không lên được. Đây nó có cái thứ nhất này đẹp lắm. Lên thì thút thì số bẩn. Lực đừng lên. Alo. Rồi. Đi làm vào. Em đây. Trả được, mỗi chú Linh là kiếm được thôi. Chắc cái chỗ này là cái đường đi đúng không anh? Đường là họ để đi chung để họ cắt chia định chia nhau như này. Tất cả là vào từ thửa đất này đấy, nhưng họ cắt định chia nhau như ông một ô này. Tổng là 54 sao chắc theo cái hàng rào vậy. Ừ, cả cái ao bên kia. Đúng không? Chắc theo cái hàng rào kia đúng không? Cả bên kia nữa. Vâng. Vâng vâng. Vâng chỗ đầy cái đường đẹp quá nhưng cái đường vào thì lại hơi xấu. Vâng vâng. Vâng. Thế đất. Cái hướng này là hướng gì anh nhỉ? Nghe được cái view hồ đẹp. Hồ đẹp mà. Bảnh cái đỏ. Tới bắc. Tổng bao nhiêu mét đất ở anh? Sao bờ rào đấy nhỉ? Quay lại thì nó không nói. Từ trước em vào xem là xem cái lô mà nó quay rồi kìa. Nó mới mua đấy. View thì đẹp. Tổng là 54 sao, 7 sổ đỏ, 6 sổ đỏ, mỗi sổ khoảng 200 mét đất ở.
biển đây là nhìn xuống thẳng vô luôn. Thì em gửi ảnh rồi. Có hai cái nha, cập 4 đấy, có hai. Ảnh có nha khơi, không phải là nha than, cái nha khơi khơi tương ấy, trong cao ấy. Đấy, còn nha than là nó ở trong. Đấy, em đứng trên, em chút cho anh.